Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay lại lên sóng thanh lý tiếp cho anh em một bộ kéo đẩy công suất của Pioneer, bao gồm một con pao công suất bên dưới và một con dề bên trên để chỉnh âm sắc. Hai con nó đều là nguồn dời anh em nhé. Sử dụng nguồn dời độc lập, điện 100V bãi Nhật về. Nó kết nối với nhau bằng một cái sợi dây cáp. Đầy đủ hết. Anh em về chỉ việc cắm điện và sử dụng thôi anh em nhé. Đèn quắc của nó rất là đẹp anh em nhé. Anh em có thể chỉnh equalizer luôn. Đây. Cách sử dụng rất là đơn giản. Có chữ GEQ đây, anh em bấm vào GEQ này thì cái đèn GEQ của màn hình nó có hai cái vạch đỏ, nó bấm lên là anh em bật chế độ equalizer nhá. Đấy. Anh em sang phải, sang trái thì mình chỉnh cái dải âm sắc ở đây. Đấy. Bấm rất là nhẹ nhàng, bấm cả sang luôn, anh em xoay đây để chỉnh lên xuống. Thế thôi là sử dụng. Đây là ba lăng trái phải anh em nhé. Đây là volume tổng. Đây là cái nút function để anh em chuyển cái chế độ vào. Đấy, mình vào đường nào thì mình bấm về đường đấy nhá. Em vừa test cho anh em là ở cái chế độ đây, VTR, em để cắm vào đường VTR anh em nhé. Rất là khỏe luôn. Công suất tiêu thụ mặc dù nó chỉ có 125W nhưng mà nó đánh rất là khỏe anh em nhé. Anh em có thể ghép được bát 30 luôn. Em đang ghép với đôi bát 28 nhé. Chỉ nhích nhẹ volume thôi. Nhích to cái là kêu rất là to luôn. Đánh rất là khỏe. Bát rầm 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 luôn. Công suất nguyên của con Pao này là 125W nhé. Nó chơi 4 con sò xanh đen. 4 con sò xanh đen to bằng tay cái ấy. Rất là khỏe luôn. Nó khỏe hơn cái bọn âm ly Jaguar nhiều. Mấy con Jaguar mà 203 ấy thì con này nó khỏe hơn nhiều anh em nhé. Jaguar 203 đánh những cái đôi bát tầm 30 như này đuối ngay. Nhưng mà con này đánh nó rất là khỏe, cái lực khỏe nó không đuối đâu. Cái biến áp của nó to lắm anh em nhé, biến áp của nó to đùng luôn. Trong con này nó là hàng bãi nên là mạch máy của nó rất là đẹp luôn, sạch tươm luôn. Máy rất là đẹp, không có men gì một tí nào luôn anh em nhé. Máy về rất là đẹp. Đây. Phía sau của nó đây anh em nhé, phía sau rất là đẹp luôn đấy. Đây dây nguồn của nó nhé, dây nguồn zin hết anh em nhé. Đây anh em nhìn này, dây nguồn Pioneer của nó rất là sạch đẹp nhé, dây bãi zin anh em nhé. Đây là một sợi này, tiếp đây một sợi nữa anh em này. Đấy, Pioneer luôn. Đây, hai sợi Pioneer. Đấy. Em vừa đánh em cặp bát 30 à, cặp bát 28 đây. Đấy. Đánh rất là mạnh luôn. Anh em mà ghép loa Nhật thì bát tầm 25 30 của anh thoải mái anh em nhé. Kể cả những cặp BLB treo tường BLB 2000 này nó cũng đánh được, nhưng mà nó không thể đánh hết được công suất của con BLB 2000 đâu. Nhưng mà đủ đánh cho em nghe, anh em nghe trong phòng 30 40 mét vuông. Đánh dầm dầm luôn anh em nhé, khá là khỏe. Con này anh em có thể ghép van là hát karaoke luôn. Đây thông số của nó đây anh em, toàn tiếng Nhật thôi. Đây 125W 100V nhé. Công suất của nó à, đây là công suất ở trên con Pao, nghĩa là tất cả công suất tập trung hết vào con Pao này thôi. Nó không có chia ra con dề hay là chia lên các cục dàn. Ví dụ các cục dàn thì nó phải chia công suất cho cái tầng cassette này, motor của cassette này, motor của CD, hoặc là các cái tầng khác thì nó tiêu thụ ít hơn. Còn đây thì nó tập trung hết vào một con pao luôn và công suất luôn, nó chẳng chia ra cái gì cả. Đấy, đánh nguyên phần công suất luôn nên nó đánh rất là khỏe luôn. Rất là đẹp anh em nhé. Đấy, hàng bãi về anh em chỉ cần nhìn qua bên ngoài máy là anh em hiểu luôn nội thất của nó như nào rồi nhá. Nếu mà hàng bờ ấy, những bên ngoài này nó hoen gì hết thì bên trong nội thất của nó cũng khiếp lắm. Đấy, nếu hàng bờ anh em nhé, đây hàng bãi anh em không phải đắn đo suy nghĩ gì cả. Quay như này em rất là ngại tháo mạch bên trong, nhiều anh em cứ bảo đòi hỏi em phải tháo mạch ra, nhưng mà khi mà anh em đòi hỏi thì em thường lại không trả lời đâu. Đấy, không có thời gian mà trả lời như kiểu như vậy. Đây hai thớt đang chồng với nhau này, tháo rất là phức tạp này, em không muốn tháo, tháo nó cầu kỳ. Quay cho anh em cho nhanh, giới thiệu sản phẩm thì thôi. Anh em nhận được hàng, sử dụng ngon, test sử dụng ngon hết là được. Nếu mà do lỗi do vận chuyển hay là hỏng hóc do vận chuyển
bể vỡ. Cái này em chịu trách nhiệm hoàn toàn hết anh em nhé. Anh em hoàn lại hàng cho em và em trả lại anh em 100% số tiền, cả với cả tiền ship mà anh em có mất thì em vẫn phải trả cho anh em đầy đủ tiền ship luôn, không anh em không mất một chi phí gì. Anh em cứ nhận hàng được đúng hàng y như trên hình là được, trên video là được, hàng ngon chuẩn, test ngon chuẩn hết, không vấn đề gì. Anh em nhớ là điện 100V nhé, anh em đừng cắm 220V. Anh em cắm 220V mà nó hỏng ấy, anh em gửi cho em cái em nhìn cái em biết ngay luôn. Rất là ngon. Con này em để cho anh em chỉ có 2 triệu 500 nghìn thôi anh em nhé. Cái giá trên anh em vui lòng không mặc cả, giá vừa bán vừa cho rồi, rất là rẻ luôn, 2 triệu 500 nghìn. Một con ba một con dê của Vioner, rất là ngon. Anh em chốt mua hàng liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574. Em có nhận ship hàng toàn quốc và bọc xốp cẩn thận cho anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo Facebook của em là Đơn Lo Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho nó tiện. Chào anh em nhé.